Ngày hôm qua, khi phát hiện trên mạng xã hội có một văn bản giả mạo về chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với công tác phòng chống dịch được lan truyền và chia sẻ, ngay lập tức, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xác minh và mời làm việc một số cá nhân đã chia sẻ thông tin văn bản giả mạo này. Xuất phát từ tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều chủ tài khoản Facebook đã có những hành vi đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Đây là hai trong số gần chục đối tượng được Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng mời về làm việc trong một ngày về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo về công tác phòng chống dịch của thành phố. Từ một văn bản gốc của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành vào đầu tháng 5 năm 2021 bị sửa lại và được đăng tải bởi Facebook tên Việt Nguyễn. Chưa kịp xác minh, các đối tượng được mời làm việc đã chia sẻ văn bản này không hề đắn đo. Em chia sẻ cái bài viết đó với dòng trạng thái là thôi xong. Đó. Còn cái em biết là cái văn bản là có đúng từ cơ quan nhà nước cấp hay không. Tương tự nam thanh niên trên, người phụ nữ này cũng không biết sự chính xác của văn bản kia đến đâu, nhưng đã nhanh tay ghi trạng thái và chia sẻ trong tích tắc. Hầu như số đối tượng được Công an thành phố Đà Nẵng mời làm việc đều có chung một sự quan tâm là tình hình dịch bệnh, nhưng tai hại hơn thì còn chung cả suy nghĩ rằng chia sẻ thông tin sai sự thật thì không ảnh hưởng gì. Dù là vô tình hay cố ý nhưng cũng đã góp phần lan tỏa cái thông tin tiêu cực và gây ra cái hệ lụy cho xã hội. Chính vì vậy là chúng tôi sẽ căn cứ vào cái buổi làm việc cũng như là cái hồ sơ để chúng tôi có cái biện pháp xử lý phù hợp. Còn đối với cái đối tượng mà cố tình chỉnh sửa Photoshop giả mạo thì chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm và sẽ xử lý nghiêm. Mạng xã hội là ảo nhưng những hệ lụy mà nó để lại là thật. Biết bao câu chuyện cảnh giác về việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng hay liên quan đến dịch bệnh đã được các lực lượng chức năng của thành phố khuyến cáo, nhưng vẫn có những người đi vào vết xe đổ. Sự tỉnh táo và trách nhiệm với từng nút thích, nút chia sẻ trên Facebook sẽ giúp cho mọi người tránh phạm phải những sai lầm không đáng có.